Để mấy anh em chuẩn bị đi chơi. Thắng đây đi không? Đi mà. Đi nha. Thắng đây. Xin chào các bác nha. Hôm nay chúng tôi quyết định đi chơi và xuất chiếu. Đây các bác có thể theo dõi nha. Tại em đến bờ bên tay trái ấy, các bác đi đi khoảng vài trăm mét nữa là đến cái đập. Nhưng mà trước khi đến đập ấy, có một cái quán ở đây. Quán này có dịch vụ đi thuyền. Đấy. Không. Em cũng như các bác thôi mà cũng đợt đầu tiên đi chơi. Đấy. Có người anh em ở đây nữa. Đưa đi chơi. Đây là Thắng đây. À, bà con ạ. Các bác là có thời gian là vào chủ chiếu chơi. Đây. Chiếu của nó mày không đây. Cần giới thiệu đâu. Xem có được cá không nha các bác nha. Ôi trời ơi. Ôi bao được con cá này. Ôi. Cái này không phải sáng tạo đâu. Ôi ôi ôi. Ôi ôi. Ôi mình ở quay video cũng bắt được cá rồi. Ôi, lên nướng đã, ăn đã. Thôi các bác thông cảm nha, chúng tôi được ăn cá đây. Đây 2 tháng nha, 1
Bình có hàm không? Úc quay cũng trôi rồi. Mất rồi cá rồi. Không có anh mất thật đấy. Không, ngập rồi thôi. Đang quay cũng trôi rồi. Mà con này to thật không nhận. Tí mất, mất lên được rồi, rơi luôn. Chụp cái ảnh cho hai em. Một, hai, ba, chín. Đấy, chuẩn luôn, ok luôn. Ok. Để sang đi, bóp cái bị đi. Cho nó vào, cho vào giữa ấy. Nghe em kịp luôn. Có cái nó thế. Ngon đấy, cho nó chọn vào. Vế thân danh. Mang cả micro này ha luôn. Đây là cá lóc hồ suối chiếu. Cá lóc cá lăng. Cá lóc. Đây là cây gỗ rổi nướng cực kỳ thơm luôn. Đây cây thầu dầu. Đây là chút chảy máu này. Cá lăng mới anh em mới bắt được. Thế nào? Trong là có thủ công. Mời tất cả các bác nhá. Đấy, ngon. Ăn cá đốt như người mèo ấy, mới xuống. Ăn cá đấy sướng thật. Nó y thẳng thì bố mẹ nào đấy. Nhưng mà nó đi học như hành, nó không nghĩ thế bố mẹ. Chia thôi. Tìm yêu khó lắm thật. Chia thôi nhưng mà nó được. Chia tay xong mình đéo biết tìm yêu như thế nào nên mới quên hết mẹ cả cách đàn gái. Ăn lấy em mấy tháng rồi không biết đàn gái này. Ăn này, lấy bia hộ. Tắt dân ca. Trận ma thượng xa lại xa duyệt. Ôi câu ca, mình tin hoàng nhờ. Em nhớ anh không? Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm. Say rồi. Game nào say ấy?
cho vào cái nón ấy.